mình ơi, Mộng Thu, Hoàng Khương trình bày. Từ sáng tới giờ đi đâu mà chưa chịu về nữa trời ơi ông Khương. Nghe anh Sáu, có gì chiều tối mình gặp tiếp nữa nha. Ủa kìa mình làm gì ngồi đây mà nhan sắc coi bộ kém vui vậy? Có cơm nước gì chưa mình? Giờ anh ăn đói quá. Cơm nước gì giờ này? Ông đi đâu từ sáng tới xế chiều giác mặt về đây vậy? Không ở nhà phụ tôi gì cả. Ông đi đâu? Anh à, anh đi. Đi đâu? Anh đi đâu mà từ sáng tới giờ không phụ tôi trong hai đứa con khờ. Mới sáng sớm mà anh là đi đâu mất. Còn nó khóc khi vừa thức giấc. Một mình tôi không trông nom, lại còn bày dịch heo gà. Hay khai cho thật đừng giấu che điều gì.
còn như anh giận trôi quạnh thì đừng trách ta tôi đây không công tình. Xin mình bất nói dặn lôi đình đôi anh phân tỏ đầu đuôi. Tới chiều mới về thôi, có về khuya đâu chứ. Khuya hay chiều gì thì cũng vậy thôi. Anh hãy trả lời đi. Thì anh. Anh sao? Vì bởi thấy em sớm hôm vất vả, muốn để cho em có cuộc sống còn không hả? Tôi bồng con dắt chúng về quê ngoại đó. Đừng em ơi, đừng bỏ anh ở lại. Anh đã biết mình sai xin tha cứ một lần. Đâu phải một lần mà mấy chục lần đều như vậy không con ơi. Ông dẫn chứng nào tật nấy hả? Anh hứa lần này rồi sẽ ở cạnh bên chăm sóc vợ con cho vững bền hạnh phúc. Nhớ nghe anh bao lời vừa buồn ra, hãy chăm lo cho gia đình đây nhà ta ấm niềm vuông tròn. Thôi vào nhà em sẽ dọn cơm cho. Mà khoan, đã mấy giờ rồi em? Đã hơn 5 giờ rồi đó. Mà anh hỏi gì chứ vậy? Lát 6 giờ anh Sáu ghé ngang đón anh. Hả? Anh muốn đi nữa phải không? Trời ơi, ông Cương ơi, là ông Cương. Để ở nhà với vợ của anh nè. Như vậy được không?